hôm nay tôi và các quý vị hãy cùng dò xem lời của Đức Chúa Trời với chủ đề Công việc vĩ đại, truyền đạo Có một sự việc đã xảy ra tại Chile, Nam Mỹ vào năm 2010 Tôi xin đọc nội dung này một lát Và chúng ta hãy suy nghĩ một lần xem Nếu chúng ta đã được đặt trong tình huống này về phần xác thịt Thì quả thật đã làm thế nào? Bộ phim truyền hình nhân loại trong suốt 69 ngày mà 33 thợ mỏ chi lê cho thấy đã kết thúc mà không một người nào bị hy sinh. 33 người. Không phải là cá nhân, mà là tập đoàn tuy nhỏ. Không gian kín mít 700 m dưới hầm. Chiều sâu mà có thể từ bỏ hy vọng. Tình huống không thể hẹn ước rằng đôi tay cứu hộ bao giờ sẽ tới. Trong không gian kín mít, họ đã phải chiến đấu với sự sợ hãi, bản năng, hơn thế nữa, nước và lương thực lại thiếu thốn tuyệt đối. Không gian trong hầm là thế giới cùng cực. Nhiệt độ lên đến 33 độ và độ ẩm trên dưới 90%. Giống như lời của Mario Sepulveda, thợ mỏ được cứu hộ lần thứ hai, rằng ở nơi đó đã có cả thần và ác quỷ. Họ đã ở giữa ranh giới sinh và tử. May thay, Khu mỏ San Jose là mỏ khai thác vàng và đồng, nên không có khí độc như mỏ than. Sức mạnh giúp cho 33 người có khả năng sống sót trở về, kể cả trong điều kiện xấu thế này. Chính là tinh thần đoàn kết mà 33 người cho thấy trong suốt 17 ngày sau khi bị mắc kẹt. Từ ngay sau khi bị mắc kẹt tại đường hầm vào ngày 5 tháng 8, họ đã tự làm ra quy tắc chia khẩu phần ăn và đã giữ điều đó một cách triệt để. Đồ ăn còn lại không có nhiều lắm. Cứ mỗi 48 giờ, mỗi người ăn hai thìa cá ngừ, nửa miếng bánh và uống nửa ly sữa. Họ đã sử dụng ghế xe để ngủ và nghỉ ngơi. Ngày 22 tháng 8, ngày thứ 17 bị mắc kẹt. Họ đã cho thế gian biết sự sinh tồn của họ. Sau này, bởi mấy ảnh nhỏ được đội cứu hộ gửi xuống, họ đã quay lại hình ảnh của họ rồi gửi lên mặt đất. Trong video có một cái bàn tròn ở phòng trú ẩn chật hẹp và tại nơi ấy, họ đang chơi bài. Kể cả trong nỗi sợ hãi cực độ, họ đã chiến đấu với nỗi sợ hãi sự chết thông qua sự chơi bài. Năng lực lãnh đạo tỏa sáng lúc ban đầu bị mắc kẹt đã là khởi điểm tạo nên sự kịch đặc biệt suốt 69 ngày. Khi con người bị đặt trong nỗi sợ hãi cực độ thì có thể hành động theo bản năng hơn là ý chí. Có thể có trường hợp riêng bản thân mình muốn sống sót và ra ngoài nên làm đổ vỡ trật tự. Cuối cùng hết thảy đều bị hủy diệt cho đến khi tin tức sống sót được điện lên mặt đất sau 17 ngày. Sở dĩ họ đã có thể chống chọi mà không chết là bởi sự phán đoán và ảnh hưởng của u đã được tác động vào. Sinh hoạt dưới hầm, nếu sơ xuất thì dễ xảy ra hỗn loạn và chia rẽ. Nhưng bởi tính quả quyết và sự khôn ngoan từng giây phút, u dư đã làm thành không gian đầy quy tắc có tính tổ chức và tình người ấm cúng năng lực phán đoán đã được phát huy ngay từ giây phút bị mắc kẹt ông đã ra lệnh cho các thợ mỏ mau chóng thu mình lại nhờ đó mọi người đều không bị thương và ông đã làm ra đường hầm và thu thập thông tin địa hình cho sự sinh tồn và cứu hộ Ấy cũng là kết quả của sự phát huy kinh nghiệm với tư cách là huấn luyện viên bóng đá và kinh nghiệm với tư cách là chuyên gia địa hình. Những người chờ đợi sự cứu hộ tại đường hầm bị mắc kẹt có thể lập ra mục tiêu gì vậy? Sống sót và chống chọi cho tới tận khi đội cứu hộ đến đã là mục tiêu và là hy vọng của hết thảy. Uzu và các đồng đội đã phát huy sự kết hợp đồng đội tối đa vì mục tiêu Mario Gomez, người nhiều tuổi nhất và là người tích lũy 50 năm kinh nghiệm thợ mỏ, đã chia mỗi ba người thành một tổ, rồi hầu cho cầu nguyện và săn sóc lẫn nhau. Ông đã hầu cho họ trông cậy vào tín ngưỡng, nhờ đó khắc phục khó khăn lẫn nhau. Và họ mau chóng phân chia vai trò của mỗi người và đối phó với tình huống nguy cơ một cách triệt để. Thợ mỏ xuất thân là y tá, thì đã chăm sóc cho bệnh nhân tiểu đường và bệnh nhân cao huyết áp. Còn thợ mỏ yêu thích Elvis Presley thì đã đảm nhận hoạt động tổ chức trò chơi. Họ thay phiên nhau ngủ 2K và trực đêm để đề phòng sụp đổ thêm. Họ xem iPod, sách kinh thánh, vân vân và ghi hình sinh hoạt của bản thân họ bằng máy quay phim độ nét cao, rồi gửi lên mặt đất và trải qua thời gian bình an. Họ đã ăn uống một cách có quy tắc, đúng theo lịch trình. Đồ ăn được cung cấp thông qua đường ống lên xuống hầm và mặt đất. Như biểu hiện rằng, 33 người đã bỏ đi sự tồn tại được gọi là tôi và đã hợp lại thành sự tồn tại là chúng ta. Vì thế, họ đã sống sót. Theo sự chỉ đạo của Uzu, các thờ mỏ đã duy trì được thái độ sinh hoạt, có quy tắc và tiết độ, kể cả trong điều kiện xấu không gian trong hầm đã được phân chia một cách sáng suốt. Nói cách khác, được phân chia thành không gian làm việc, không gian ngủ, không gian vệ sinh, vân vân. Đề phòng tình huống bất trắc xảy ra, các thợ mỏ đã thay phiên nhau canh gác mỗi 12 tiếng hoặc dụng đèn pha của chiếc xe tải cùng mắc kẹt với họ. Họ đã làm phân biệt sáng và tối. Uzu đã không chỉ hầu cho hết thải các đồng nghiệp duy trì được sức khỏe, mà còn hầu cho họ chịu đựng được thử thách nữa. U đã biểu hiện như thế này về các đồng nghiệp. Các đồng nghiệp của tôi có tư chất và phẩm tính khác nhau, nhưng đã thi hành trung thực vai trò của bản thân. Tôi thật tự hào về họ. Đương nhiên, trong sự sinh tồn suốt 69 ngày cũng có vận may nữa. Có phòng trú ẩn hầm, tuy chật, nên đã có không gian để 33 người có thể hoạt động được và cũng đã có đồ ăn tối thiểu để có thể chống chọi được. Vào lúc trải qua 17 ngày, thông qua đường ống hạ xuống hầm, cuối cùng họ đã cho biết về sự sinh tồn và làm lật ngược dự kiến ở bên ngoài rằng có lẽ hết thảy đã chết. Sự này trở nên đề tài hot mang tính toàn cầu và nhận được sự chi viện mang tính toàn cầu. Giống như lời rằng trời giúp đỡ người tự giúp bản thân. Nếu 33 người thợ mỏ đã không có ý chí thì tôi nghĩ rằng sự sống sót trở về thành công đã là bất khả năng. Vì sự sinh tồn, 33 người đã từ bỏ cái tôi và đã lựa chọn sự tồn tại được gọi là chúng ta. Và bởi hành động thế này, họ đã được chào đón niềm vui sống sót trở về. Tôi đã đọc cho các quý vị nghe một phần được ghi chép trên báo chí Hàn Quốc. Nội dung về 33 thợ mỏ Được sống sót sau 69 ngày bị mắc kẹt Tại hầm mỏ ở Chile vào năm 2010 Nói đến nơi ở độ sâu 700m dưới hầm Thì các quý vị nghĩ như thế nào? Dù đi xuống chỉ 100m dưới hầm Thì đã cảm thấy xa xôi quá rồi Thế mà lại còn đi xuống hầm 700m Và ở tại đó hầm mỏ bị phơi nhiễm bởi nhiệt độ cao 33 độ và độ ẩm lên đến 90%. Hang của hầm mỏ thể ấy đã bị sụp xuống. Ở bên ngoài, toàn bộ đều nghĩ rằng những người ấy đều đã chết hết rồi. Và họ đã làm công tác tìm kiếm một ngày, hai ngày. Rồi toàn bộ đều nghĩ rằng giờ không thể nào tìm kiếm nổi nữa. Và họ từ bỏ. Nhưng dù sao thì gia đình của các thợ mỏ đã cầu khẩn và thỉnh cầu nên cuối cùng chính phủ cũng lấy lại được ý chí và đã tiến hành công tác giải cứu các thợ mỏ. Thưa các quý vị, trong tình huống thế này, ở trong hang động tối tăm sâu tới tận 700m và không có lấy một ánh sáng, 33 người nhóm lại và chờ đợi sự cứu hộ tại đó. Ở trên lập trường của người thứ ba, các quý vị suy nghĩ như thế nào về điều này? Phải cứu vớt họ, hay là để mặc họ bởi suy nghĩ rằng cứ để như vậy mặc họ sống hay chết? Phải giải cứu họ chứ, đúng không? Bây giờ chúng ta đang làm chính công việc ấy. Đối với những người đang bị mắc kẹt trong hầm sâu 700 mét và đang chờ đợi sự cứu hộ của ai đó, chúng ta hãy đào hầm và cung cấp khí oxy vào đó. Cung cấp nước vào đó. Gửi xuống lương thực để ăn. Cũng phải làm cả chiếc lòng để cứu sống họ nữa. Bằng cách làm như vậy, khi chiếc lòng ấy được đưa xuống tận hầm 700m và mỗi khi từng một người, từng một người được đưa lên thì toàn thế giới đã hoan hô và vỗ tay. Chúng tôi nhớ rằng đã được xem cảnh đó thông qua thời sự. Trạng thái phần linh hồn là như thế này. Công việc truyền đạo mà bây giờ chúng ta đang làm. Xét bề ngoài, thì ấy dường như là rao truyền vài lời của Đức Chúa Trời mà có thể cứu sống được từng một linh hồn ấy. Tại đây, phải gắng sức để cứu sống từng một người, từng một người bị mắc kẹt trong hầm 700 mét. Thưa các quý vị, khi xem nội dung ấy, có người nào nghĩ rằng, ôi, tại sao lại tốn nhiều tiền đến thế vào công việc đó sao kể cả tổng thống cũng đứng ra mà chịu khổ nhọc đến thế kia tại sao lại làm mệt nhọc đến thế kia không cả thế giới đều mong muốn những người đó được cứu hộ dù có mối quan hệ hay không có mối quan hệ với mình nhưng mong ước muốn giúp đỡ điều gì đó trong công việc cứu sống họ những người đã nhẫn nại và chịu đựng đến mức ấy để sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt đã là tấm lòng chung của mọi người thế giới. Nếu như cứ để cho một ngày hôm nay trôi qua một cách mặc nhiên, nếu trong vòng 69 ngày mà đã không nỗ lực một chút nào, cho tới tận khi những người này được sống sót, đã không có bất cứ biện pháp xử lý nào, cũng không có nội dung gắn sức nào thì, tôi đã được nghe nói rằng, chủ nhân hoặc giám đốc của hầm mỏ đã không có tấm lòng muốn cứu vớt các thợ mỏ mấy đó là bởi để làm như thế thì cần tiêu tốn nhiều chi phí to lớn và mọi người đều đã có suy nghĩ rằng có lẽ những người ấy đã chết hết cả rồi mọi người đã không có ý chí cứu sống họ và cũng đã không đưa ra bất cứ biện pháp cứu trợ nào để cứu sống họ cả Thế nhưng gia đình của các thợ mỏ cứ nài xin rằng xin hãy tìm hiểu xem sự việc đang như thế nào. Dù là thi thể thôi cũng được. Xin hãy tìm kiếm giúp. Vì các người nhà van xin và cầu khẩn như thế này nên chính phủ cũng biết nội dung ấy và tổng thống cũng tỏ ra ý chí nên rốt cuộc đã hầu cho tiến hành công việc ấy. Rốt cuộc sau 69 ngày toàn thể 33 người đã được sống sót mà không một ai bị thương tích gì vậy thì họ đã làm gì ở trong hầm ấy vậy họ đã liên hiệp với nhau nếu như đã ăn thỏa thích đồ ăn mà bản thân mình mang theo thì chỉ mấy ngày chỉ ăn trong khoảng một hai ngày thì lượng đồ ăn đã cạn sạch rồi thế mà họ đã cùng gom góp lại hết thảy họ đã chia ra cứ hai ngày mỗi người ăn nửa miếng bánh hai thì cá ngừ và uống nửa ly sữa. bằng cách làm như vậy, họ đã hầu cho không sử dụng các vật phẩm làm tiêu hao khí oxy một cách tối đa. ở đó đã có rất nhiều loại người, người tuyệt vọng, người nản lòng, người làm hành động cá nhân, nhưng họ đã hiểu lẫn nhau, thuyết phục lẫn nhau, để toàn bộ được trở nên một, và cuối cùng tất cả đã trở nên một. Vì liên hiệp thành một nên họ đã có được sức mạnh lớn lao. Đã phát sinh sức mạnh, hầu cho hết thảy đều có thể được cứu hộ. Xét trạng thái phần linh hồn, thì trái đất này ngày nay đang ở trong trạng thái bị mắc kẹt trong hầm mỏ, còn sâu hơn 700 mét rất nhiều. Đức Chúa Trời đã gửi đến một tia sáng. Và đích thân Đức Chúa Trời đã mặc áo của thợ mỏ. Chính Ngài đã đến tận ngõ cụt tối tâm trong đường hầm này. Nỗ lực và gắng sức để cứu độ chúng ta. Để dẫn dắt từng một người chúng ta, cứu sống chúng ta mà đem về nước thiên đàng. Bây giờ, Đức Chúa Trời đang gắng sức như thế này. Trong thấy quan cảnh ấy, không có một thiên sứ trên trời nào có suy nghĩ rằng, ôi, những công việc đó là những công việc ngốc nghếch. Tại sao lại làm công việc thế ấy? Trông thấy vai trò của từng mỗi người đã nỗ lực và gắng sức trong công việc cứu rỗi các linh hồn đó, thì hết thảy đều vỗ tay và hoan nghênh. Ấy như thế là một bộ phim truyền hình nhân loại tối cao nào đó. Cả thế giới đã đồng tham vào công việc giúp đỡ. Nước Mỹ cũng đã đồng tham. Cả thế giới đã đồng tham như thế. Nếu là công việc có thể đem lại sự giúp đỡ nào đó, thì họ đã đua nhau, cung cấp kể cả trang thiết bị khoa học tối tân. Bằng cách làm như thế, sau 69 ngày, 33 người mới đã có thể lên khỏi hầm sâu 700 mét tối tăm, mà không một ai bị tai nạn nào cả ở đó điều quan trọng nhất đã là tấm lòng liên hiệp được cho biết rằng mỗi người đã trung thành với vai trò của mình người đã làm công việc của y tá thì chăm sóc kỹ lưỡng bệnh nhân cao huyết áp và bệnh nhân tiểu đường và ở bên trong đó vì không được trông thấy ánh sáng mặt trời nên rất dễ bị mắc bệnh trầm cảm ở đó người yêu thích ca sĩ Elvis Presley thì đã ca hát trước mặt những người ấy và bằng cách đó mà đã chia sẻ sự bình an trong tấm lòng của họ nếu có công việc mà từng mỗi một người có thể làm được thì họ đã làm cho nhau những công việc giúp ích được cho biết rằng điều đó đã trở nên sức mạnh hầu cho họ có thể chống chọi có thể chịu đựng ở trong hầm mỏ trong suốt 69 ngày. Có nghĩa là họ đã liên hiệp và đã phân chia xuất sắc vai trò của mỗi người. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ sự rằng sự tồn tại được gọi là trái đất này. Nhân loại chúng ta đang ở trong lập trường giống hệt với những người thợ mỏ bị mắc kẹt trong hầm mỏ sâu 700 mét dưới lòng đất. Cho nên, để cứu sống họ, thì chúng ta cần phải dốc hết mọi nỗ lực của chúng ta đôi khi bởi sự khiêm tốn đôi khi bởi tình yêu thương đôi khi bởi lòng khoan dung đôi khi bởi sự chăm sóc hết thảy mọi thứ đều được huy động cả có nghĩa là thông qua phương tiện được gọi là truyền đạo chúng ta cần phải dốc hết nỗ lực hết sức mình trong công việc dẫn dắt hết thảy các linh hồn vẫn chưa được vào trong chuồng này trong công việc đó thì đều có các vai trò mà từng mỗi một người có thể làm được chẳng phải vậy sao Người nhiều tuổi nhất đã chia ra ba người thành một tổ. Vì có 33 người nên đã chia thành 11 tổ. Rồi nói rằng hãy cầu nguyện cho nhau. Đã hầu cho cầu nguyện cho nhau như thế này. Tuy bản thân không phải là mục sư, nhưng đôi khi đã đóng vai trò của mục sư. Cũng kể cho nghe những câu chuyện về cuộc đời mà bản thân mình biết. Ở trong không gian kính mít ấy, Thật dễ để hết thảy đều nản lòng Dễ để từ bỏ sợi dây của sự sống Nhưng họ đã nỗ lực lẫn nhau Để biến hoàn cảnh thế ấy Được thành hoàn cảnh thật ấm áp và bình an Tuy chính bản thân hoàn cảnh ấy không phải là tốt Nhưng họ đã gắng sức lẫn nhau Để làm ra hoàn cảnh tốt đẹp Bởi vậy mà cuối cùng họ đã chống chọi được đã chịu đựng được cho tới tận khi cha chúng ta đến chẳng phải chúng ta cũng nên chịu đựng hay sao vì đã được phán rằng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu nên chúng ta phải bền chí cho đến cuối cùng vì ngày ấy nhất định sẽ đến nên chẳng phải chúng ta nên chịu đựng và bền chí hay sao vậy trong suốt thời gian như thế chúng ta sẽ làm gì chúng ta phải rao truyền và cho biết về nội dung lời hứa của sự cứu rỗi mà chúng ta đã được nhận cho những người khác là những người vẫn chưa được thuộc vào chuồng này. Với suy nghĩ rằng, không chỉ riêng chúng ta nắm lấy sợi dây cáp của sự cứu rỗi ấy, nhưng hãy hầu cho hết thảy đều được nắm lấy. Nhờ đó, làm hết thảy ăn năn và dẫn dắt họ vào lòng Đức Chúa Trời. Giờ, vận động trừ độc đang được diễn ra trên khắp thế giới. Chẳng phải vậy sao? Chúng ta không được lười biếng hoặc chểnh mãn trong công việc này. Nếu làm như thế, thì những người đang ở trong hầm 700m ấy sẽ dần dần bị chết đi mất. Thời gian càng trôi qua thì càng thế nào vậy? Họ không thể không chết dần chết mòn đi. Bởi đó là hoàn cảnh có nhiệt độ cao lên đến 33 độ và độ ẩm thì lên tới 90%. Họ nóng nực biết bao, đau đớn biết bao, cực nhọc biết bao trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế ấy. Họ đã có thể chịu đựng được. Ấy là bởi tấm lòng chăm sóc lẫn nhau tấm lòng nghĩ rằng phải cứu sống nhau. Hết thảy tấm lòng thế này đã được liên hiệp. Tấm lòng trọng tâm nhất là gì vậy? Được cho biết rằng đó là tấm lòng liên hiệp, tấm lòng hiệp đồng. Họ đã bỏ đi sự tồn tại được gọi là tôi. Ở bên trong ấy, tấm lòng nghĩ rằng phải cứu sống hết thảy 33 người đã hầu cho làm ra một cái tôi lớn lao được gọi là chúng ta. Siêu của chúng ta cũng vậy. Đức Chúa Trời cha, Đức Chúa Trời mẹ đã đến thế gian này để cứu chúng ta. Ngài đã luôn ban giáo huấn cho chúng ta rằng hãy liên hiệp, hãy liên hiệp. Phải trở nên một. Theo lời phán ấy của mẹ, dù chúng ta đang ở Peru, dù đang ở Chile, dù đang ở Argentina, dù đang ở Brazil, dù đang ở Bolivia, dù đang ở khu vực châu Âu hoặc là đang ở khu vực Bắc Mỹ, hoặc là đang ở bất cứ khu vực nào trên khắp thế giới, hoặc là đang ở khu vực châu Phi, hoặc là đang ở bất cứ khu vực nào thì chúng ta thế nào vậy? Hết thảy đều trở nên một, đều liên hiệp thành một. Và hết thảy đang làm hết sức trong công việc cứu sống những người bị mắc kẹt trong hầm mỏ 700 mét. Hết thảy đều đang nỗ lực và gắng sức để cứu sống họ. Thưa các quý vị, đây chính là công việc truyền đạo mà chúng ta đang tiến hành. Đối với những người coi rằng công việc truyền đạo ấy là ngốc nghếch, thì phải cho họ xem video về công tác cứu hộ các thợ mỏ chile nếu như chúng ta không chìa ra đôi tay đối với những người đang chờ đợi đôi tay của sự giúp đỡ ở giữa bóng đêm tối tăm thế này thì không thể coi rằng ấy là con người được chẳng phải vậy sao nếu có nơi mà chúng ta không thể làm được mà chúng ta không thể làm thì không nói làm gì nhưng nếu ở trong vị trí có thể làm được, thì phải giúp đỡ nhiều bao nhiêu cũng được. Công việc ấy, khi xét theo khía cạnh phần linh hồn, thì Đức Chúa Trời đã phán lời rằng, ấy là truyền đạo. Trong ví dụ về 10 ta lân, người được ban cho năng lực một ta lân đã không làm bất cứ việc gì cả, đã không giúp đỡ bất cứ điều gì, thì đã bị thế nào đối với thậm chí kể cả ta lân ấy vậy? Đã được phán rằng đã bị cướp mất. Và Đức Chúa Trời đã biểu hiện rằng đó là người vô ích. Đó là kẻ ác. Và rằng mọi hành vi và việc làm của kẻ ấy đều lười biến. Thưa các quý vị, hôm nay, Ngài hầu cho tấm lòng chúng ta ghi nhớ một lần nữa về nội dung này. Ngài đã hầu cho chúng ta nhớ ra rằng tại sao chúng ta phải truyền đạo? Và chúng ta truyền đạo vì cái gì? Chúng ta cần phải biết phân biệt rõ xem. Chúng ta sẽ lựa chọn sinh hoạt an nhàn của riêng bản thân mình để hưởng sinh hoạt nào đó tốt hơn nữa hay là chúng ta sẽ đứng ở trên lập trường được gọi là chúng ta mà bỏ cái gọi là tôi. Và đứng trên vị trí biết nghĩ rằng phải cứu sống họ. Vì thế, truyền đạo không phải là công việc mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Nhưng duy chỉ ai làm được thôi. Công việc mà duy chỉ những người được Đức Chúa Trời xét là xứng đáng có thể làm chính là công việc truyền đạo. Chúng ta hãy cùng tìm xem một lần lời về nội dung đó. Chúng ta hãy cùng xem lời trong Thê-sa-lô-ni-ca nhất, chương 2, câu 3. Vì sự giảng đạo của chúng tôi, chẳng phải bởi sự sai lầm hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng, giao cho việc giảng tinh lành, đã được phán như vậy. Các quý vị cũng vậy. Khi dặn dò làm một việc nào đó thì các quý vị sẽ dặn dò người đáng nghe lời dặn dò ấy hay là sẽ dặn dò người mà dù dặn dò chăng nữa thì cũng không nghe cho vậy? Chẳng phải các quý vị sẽ dặn dò người có tư cách đáng để nghe lời dặn dò ấy hay sao? Lấy ví dụ thì có người mẹ nào dặn dò trẻ con rằng hãy làm ra món tortilla Hãy làm ra món taco hay không? Dù người mẹ bận đến đâu thì cũng sẽ trực tiếp làm cả. Chẳng phải vậy sao? Tuy nhiên, nếu có chuyên gia về món taco, có đầu bếp bậc nhất, thế thì chẳng phải sẽ dặn dò người đó hay sao? Vậy Đức Chúa trời đã dặn dò ai làm công việc đau trường tinh lành này vậy? Ngài đã nhờ chúng ta. Vì Đức Chúa trời đã xét chúng ta là xứng đáng các ngươi là các con cái đủ sức có thể làm được công việc vĩ đại này chẳng phải đức chúa trời đã dặn dò chúng ta rằng hãy đi tới xứ samari cho đến cùng trái đất mà truyền bá tin lành này hay sao đây không phải là công việc mà các thiên sứ trên trời cứ muốn là có thể làm được đâu đây là công việc vĩ đại nhất được giao phó cho duy trì các con cái của cha mẹ với tư cách là các con cái của giao ước mới trên trái đất này bởi đó, sau khi sứ đồ Phaolô có được sự nhận thức sâu sắc, công việc mà sứ đồ làm hăng hái nhất chính là công việc truyền đạo. Đó là bởi đấng vĩ đại nhất đã giao phó các công việc vĩ đại nhất cho chúng ta ở trên trái đất này, chứ không phải cho các thiên sứ trên trời. Đức Chúa Trời đã lựa chọn đi, lựa chọn lại biết bao trong số các tội nhân chúng ta, rồi Ngài xét là xứng đáng và giao phó cho công việc này. Khi nhận biết được điều này rồi, thì khi cầu nguyện sẽ không ngừng ngớt lời cầu nguyện rằng xin mở cho cánh cửa truyền đạo. Không chỉ riêng bản thân mình làm như vậy, mà còn làm thức tỉnh hết thảy các thánh đồ rằng nếu các quý vị là những người có được sự nhận thức đúng đắn, thì hơn là những điều nào khác, hãy luôn cầu nguyện xin mở cho cánh cửa truyền đạo. Chúng ta hãy cùng xem lời dạy dỗ trong Colosse chương 4 câu 2 phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự gì vậy? Xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo. Hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Rít. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích đã được phán như vậy. Hết thảy cuộc đời của sứ đồ Phó Lô có thể được xem là cuộc đời mà hết thảy các cơ đốc nhân đều ngưỡng mộ nhất. Chúng ta hãy xem lời trong tin lành Matthew chương 28 câu 18. Đức Chúa Giêsu đến gần, phán cùng môn đồ như vậy. Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân hãy nhân danh đức cha đức con và đức thánh linh mà làm phép bắp tem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế đã được phán như vậy đức chúa trời phán rằng ta thường ở cùng các ngươi luôn và đã phán rằng hãy đi khắp thế giới và truyền bá tin lành này cho bất cứ ai Nói cách khác, 7 tỷ người trong làng địa cầu này bây giờ đang bị mắc kẹt trong hầm mỏ 700 mét. Nếu như ở bên ngoài nỗ lực thì có thể cứu sống họ. Chẳng phải chúng ta nên thả xuống cho họ sợi dây thần của sự cứu rỗi hay sao? Ai đó phải chịu lau khó đục lỗ và thả thức ăn xuống cho họ. Hết thảy các nhà chuyên môn đã nhóm lại và nỗ lực, gắng sức, hiệp đồng, liên hiệp tấm lòng mà làm công việc thế ấy. Ở dưới hầm cũng đã liên hiệp, ở trên mặt đất cũng đã nỗ lực với nhau, đã liên hiệp để cứu sống họ. Bởi vậy mà không một người nào bị đau ốm, nhưng đã được cứu hộ sau 69 ngày với hình ảnh khỏe mạnh. Nói là 69 ngày, khi tính về con số thì là 69 ngày nên nghỉ bình thường. Nhưng trong sự tối tâm, họ đã thật đau khổ biết bao đã tuyệt vọng biết bao nhưng hết thảy đã chuyển đổi sự tuyệt vọng ấy thành hy vọng và hơn là sự đau ốm nào đó của bản thân mình họ đã luôn suy nghĩ rằng đối phương run sợ biết bao nhiêu sợ hãi biết bao nhiêu đau khổ biết bao nhiêu tuyệt vọng biết bao nhiêu để thêm sức cho nhau họ đã không biểu hiện sự đau ốm của bản thân mình trong số đó đã có rất nhiều người như thế vì đã có sự liên hiệp đẹp đẽ thế ấy. Nên 33 người đã được sống sót một cách bình an trong hầm mỏi. Chúng ta cũng giống như vậy. Để cứu sống hết thảy nhân sinh nhân loại trong làng địa cầu này, mỗi khi các thiên sứ, chúng ta truyền đạo cho từng một người, từng một người, thì từng một sợi dây cáp được hạ xuống cho từng mỗi một người. Chẳng phải Đức Chúa Trời đã phán lời rằng Ngài xét xem ai cố gắng nhiều bao nhiêu để hạ xuống sợi dây ấy. Và Ngài sẽ trả cho mỗi người tùy theo công việc làm hay sao? Bây giờ, dù chúng ta đi bất cứ khu vực nào, như khu vực Nam Mỹ, khu vực châu Âu, khu vực Bắc Mỹ, khu vực châu Phi, vân vân Dù các người nhà siêu chúng ta khắp thế giới có đang ở đâu chăng nữa, thì cũng phải tự hào và kiêu hãnh về công việc chúng ta đang làm. Về nội dung được gọi là truyền đạo, nếu không nhớ nhanh và đúng rằng đó là công việc thể nào về phần linh hồn, thì hãy suy nghĩ một lần đến công việc cứu hộ các thợ mỏ trong hầm mỏ bị sập ở Chile. Thì tôi tin rằng chúng ta có thể phân biệt được rằng chúng ta phải làm công việc này hay dừng lại công việc này mới là đúng đắn. Cha mẹ đã xét chúng ta là xứng đáng và đã lập chúng ta làm những người trường đạo. Vậy mong chúng ta trở thành các con trai, con gái, ân huệ và tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Biết tiếp nhận lời phán ngài ban cho rằng, hãy rao truyền tới xứ Samari cho tới cùng trái đất. Nhờ đó có thể cứu sống và cứu vớt thế giới ra khỏi đường hầm. Mong các quý vị, sau khi trở về nước mình, hãy trở thành người giúp việc lớn kết nhiều trái. Và mong mọi người nhà siêu chúng ta đều được nhận nhiều tình yêu thương từ cha mẹ khi trở về nước thiên đàng. Và tôi xin kết thúc lời giảng. Xin cảm ơn.